Em xin chào quý vị và các bạn, thì hôm nay em lại về được một đôi Liverpool nhá. Đây, dòng này của nó thì phải nói là nhìn rất là đẹp. Vâng, đấy, quý vị xem đây. Đấy. Đây, hàng hôm nay về phải nói là cực kỳ vuông thành sắc cạnh luôn nhá. Đấy, đây, có những cái điểm này là những cái xi dán này. Xi dán này, vâng. Quý vị về quý vị vào phải một là thay cái xi dán này, hai để lại cũng được. Vâng. Đấy. Cái xi dán ở trên mặt trên thôi, cái đường gân này. Đấy. 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 Đây. Cái này dùng hơi dùng keo gắn lại tí. Đây. Đấy. Cái xi dán này mua ngoài kia đơn giản thôi, vài nghìn. Vâng. Đấy. Đấy. Còn toàn bộ cái này rất đẹp. Vâng. Đấy. Đấy, hàng về khá là ổn luôn nhá. Đây, em xem đôi này nè. Đấy. Đấy. Cái này bong một cái vách xi này. Cái này thì mình có thể có hai cách. Một là có thể đánh lắc ly vào đây. Đấy. Hai là lại dùng xi dán này để dán vào. Vâng. Đây, tất cả các vách chính của nó rất ngon. Đấy. Đấy, nói chung là đôi này về ok luôn nhá. Đấy. Khá là ổn luôn. Vâng. Đây, cái căng của nó đây ạ. Đây, cái căng của nó đây. Vâng. Đôi này nếu mà bình thường bây giờ những đôi này nhá, là em cũng nói luôn này, những cái đôi Onkyo Liverpool 200 25 mã thì bây giờ người ta thường bán đã là có những nơi, rất nhiều nơi người ta đang bán trên 4 triệu rồi nhá, 4 triệu rưỡi rồi. Vâng. Đấy, quý vị phải lưu ý. Đây, con này của nó công suất 180W nhá. Vâng, công suất 180W. Liverpool D500 25 mã nhá, dòng đời cao. Con này cao hơn, con này cao hơn con D500 nhiều nhá quý vị nhá. Và đẹp hơn nhiều. Vâng. Đấy. Cao hơn nhiều và đẹp hơn nhiều. Đấy. Con này về thì về vuông thành sắc cạnh rồi. Không bể lở các thứ, rất đẹp. Vâng. Đấy. Có một vài cái điểm xi dán này thôi. Quý vị dán lại xi thôi. Xi dán này thì quý vị tự mua đầy ngoài kia luôn. Vâng. Đấy. Ngoài kia rất nhiều, hoặc là dán một cái cắt cái lớp giấy dán lên được là quá đẹp luôn rồi. Vâng, giấy dán tường bây giờ rất là dày. Vâng, mua vài nghìn là dán là ok luôn. Đấy, dòng những dòng này bây giờ là người ta bán rất cao. Ví dụ D200 bây giờ là một số nhà đang bán 4 triệu rưỡi, còn những dòng này nó đang bán cỡ khoảng tầm 6 triệu rưỡi rồi. Vâng. Lên tới khoảng 6 triệu rưỡi đôi này rồi. Đôi này em bán giá rẻ cho quý vị nhá. Riêng hôm nay em bán giá sốc luôn nhá. Riêng hôm nay em bán giá sốc luôn, quý vị nào thanh toán chuyển khoản luôn và ngay, em bán luôn cho quý vị nhá. Vâng. Giá của nó là 4.190.000. Vâng. Ngày hôm nay, vâng, hôm nay ngày bán hàng giá sốc luôn nhá. Vâng, đấy. Hàng về khá là ổn. Vâng. Đấy, không bể lở, vuông thành sắc cạnh, đẹp. Chỉ có một vài cái điểm xi dán này của nó là mình về mình một là thay, hai là không cần được. Vâng. Với em thì thế này là quá ổn rồi. Vâng. Đấy, ê căng ở đó đây ạ. Vâng. Quý vị nào lấy thì alo cho em nhá. Vâng, đây ạ, số điện thoại của em đây. 0966594581. Vâng. Địa chỉ 57A phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội nhá. Dạ vâng. Là chính là đường vào của bến xe khách Mỹ Đình nhá. Em sẽ đo kích thước để quý vị xem nhá. Con này của nó là cao 45, sâu 29 và ngang của nó là 26. Vâng. Đấy. Ok nhá. Bát 20. Vâng. Ok, vâng. Quý vị nào thì alo cho em nhá. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị vào video clip mới nhất của bên em. Dạ vâng, em xin cảm ơn ạ.